Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại trên Nục Mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại cầu mình ngồi để mà bàn luận với mọi người web xem live lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sơ đồ mới, đó chính là sơ đồ 422 phiên bản HST và thay đổi rất là nhiều thứ để hợp với lại gameplay hiện tại luôn. Ở phiên bản trước rất dễ bị bật bài. Và dĩ nhiên, trước xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ này nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ 422 này sẽ bao gồm những vị trí nào mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng ra sao nha. Đầu tiên là tiền đạo á, thì mình sẽ gắn huấn luyện viên đó chính là di chuyển khi đỡ một này, với lại cái tấn công với nhiều độ nhanh, hoặc là cái sút trồng cắm cũng được, hình cái cung á, hoặc là thêm một cái khéo léo, hoặc là thêm con báo nữa để giảm cái thể lực. Tại vì cái sơ đồ hiện tại á, thì cái thật tiêu hao của tiền đạo rất là nhiều, cho nên cái báo này rất quan trọng nha. Và tiền đạo còn lại thì mình sẽ gắn một cái kỹ năng cũng sẽ là đỡ một với một kỹ năng sút nữa, mà ở đây mình sẽ gắn là đỡ một nè, với lại cái phản ứng ngay khi kêu xâm nhập với sút xoáy. Đây là ba kỹ năng ngon nhất dành cho tiền đạo đó, vừa sút xoáy vừa chạy vừa này kia. Và hai anh chàng tiền về cánh thì mình sẽ gắn cái đó chính là khéo léo nè, với lại đỡ một, với lại cái tạo của ghi bàn. Bởi vì hai anh chàng cánh này họ thường di chuyển dọc lang biên để có thể kiến tạo vô, hoặc là họ tạt vô, hoặc truyền, hoặc có thể là sút trong cắm á. Thì cái tạo của ghi bàn này nó kết hợp cả truyền và sút, nó rất là hiệu quả luôn. Cho nên hai cánh mình đều gắn cái này luôn, đỡ một với lại cái tạo của ghi bàn, vừa kiến tạo vừa chạy vừa lắng này kia, rất là ổn áp. Và hai CDM thì hai CDM rất quan trọng nha. Sơ đồ này mình sẽ mọi thứ CDM ghi bàn rất là nhiều. Hai CDM thì mình sẽ gắn đó chính là đỡ một với lại sút xa hoặc là sút xoáy. Cái này tùy thì các bạn, các bạn có kỹ năng nào bạn gắn kỹ năng nấy. Mình sẽ gắn sút xoáy cho cả hai, đỡ một sút xoáy ha. Vì hai kỹ năng này nó giúp cho tiền đạo CDM các bạn á, giết đề dễ dàng hơn, ghi bàn dễ hơn rất là nhiều. Và hai bộ tứ CB thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng đó chính là khéo léo nè, với lại tổ chức để hai hậu vệ cánh họ chạy về khi mất banh á, quan trọng lắm. Với hậu vệ cánh mình không thể nào mà điều khiển hai hậu vệ cánh được, cho nên mình sẽ để họ tự chạy về cái đó, nên cái tổ chức này sẽ giúp mình làm cái điều đó sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn, ít bị những pha lỗi hơn. Và các bạn đính kèm thêm một cái kỹ năng phòng thủ khác nữa, có thể là áp sát, có thể là truyền này kia. Và hai CB thì mình sẽ gắn đó chính là khéo léo lại tắt bóng, đính kèm thêm một kỹ năng nào nữa liên quan đến phòng ngự cũng được. Tại cái khéo léo tắt bóng để có thể tắt banh mà ít phạm lỗi nhất có thể. À, cái quan trọng được cái đó là vậy. Với hai anh chị CB phải tắt banh trồng cắm đôi cũng rất là nhiều cho giảm thiểu cái khả năng rồi. Và GK thì mình sẽ gắn một kỹ năng đó chính là cản phá sút khoảng cách trung bình, với lại cản phá sút và thêm cái sút cản phá cự ly gần nữa. Khá ok, hoặc là cản phá sút tầm thấp tùy mọi người thôi. Đây là huấn luyện kỹ năng. Qua nhà quản lý của sơ đồ 422 này thì mình sẽ chọn đó chính là ba go tốc độ chạy chuyển xác. Đây nhà quản lý mình khá thích. Tiếp theo là phần chiếc đơn, như chiếc độ của sơ đồ 422 này thì phòng thủ mình sẽ rất công bằng nha, rộng 5 thấp 4. Thì ở phiên bản này cái công bằng là cái dễ thủ ở chỗ đó chính là khi mà các bạn bị mất banh thì cầu thủ của bạn họ sẽ pressing nhẹ một xíu ở phần sân của đối phương xíu đã, sau đó khoảng 2 bờ đường truyền mà đối phương thoát được ra thì cầu thủ mình bắt đầu lui về để thiết lập một cái sơ đồ phòng ngự nó chắc chắn hơn và nó sẽ an toàn nhất có thể. Thì đây sẽ làm cái giúp cho chúng ta có thể khi mất banh mình sẽ có thể cướp lại banh trong khoảng thời gian ngắn, và sau đó mình có thể lui về thủ đông lại thì đỡ sợ hơn ha. Và nhưng mà mình tạo ra cho đối thủ cái sự lo lắng trong khi cầm banh, nếu họ bất cẩn hậu vội vàng họ chuyền lên cái họ mất banh ngay. Rộng 5 thôi để cái khoảng cách của mình nó sẽ vừa đủ, không có rộng quá, hạn chế những pha sút xa. Vậy này sút xa rất là ghê đúng không, nó hạn chế pha sút xa được. Thấp 4 thôi thì để những cái pha bóng mình đẩy lên hàng chéo xa vẫn có, và khi đối phương họ chuyền dài họ phải công nhanh thì mình vẫn đủ người để mình chạy được, vừa thủ cánh và vừa thủ trung lộ được. Thì cái sơ đồ này khá là hợp lý ở mức này, mình thấy khá thích hợp. Tiếp theo là phần tấn công thì mình sẽ xây dựng lối chơi là chuyển trạng thái nhanh, rộng 6 nha, cầu thủ trong cắm sẽ là 8, phạt góc 3 và đá phạt sẽ là 2. Thì đây sẽ là sơ đồ mình ra chuyển trạng thái nhanh để mình phản công nhanh nhất có thể. Mình có hai tiền đạo phía trên mà, và khi mà CDM CB kích quanh mình đẩy lên CDM, CB đẩy hai cánh và hai cánh đẩy lên giải ST, hoặc từ CDM các bạn phản công nhanh lên giải ST luôn vẫn được nha, vẫn được. Bởi vì cái sơ đồ này nó cái khoảng cách từ CDM ST nó vẫn cho các bạn khoảng cách dài để truyền thì nó sẽ khó bắt bài hơn, bởi vì càng xa thì cái đường truyền càng khó đoán, đặc biệt là CDM nếu bạn dùng những cầu thủ họ truyền nhanh, họ truyền hay nữa thì rất khó để phòng ngự. Và rộng 6 rồi, ở sơ đồ này thì mình sẽ ưu tiên khả năng tấn công trung lộ nhiều hơn, bởi vì mình muốn là những cú sút xa mình muốn hai chàng cánh họ sẽ bó vào sát tí xíu để có thể xuyên phá hàng phòng ngự đối phương cùng với hai nhà ST. Cho nên là hai chàng cánh sẽ đôi khi họ sẽ kiến tạo, họ sẽ chạy dọc hàng lan biên, nhưng lan biên nó rất gần vòng cấm, họ sẽ kiến tạo và họ sẽ sút xa và họ sẽ dứt đê và họ sẽ làm cái nhiều thứ hơn để tạo sự đặc biệt cho hàng tấn công. Và cầu thủ trong cắm sẽ là 8. Ở đây mình sẽ cho nhiều cầu thủ trong cắm có thể cả CD mà họ chạy vô luôn để họ tạo ra cái thế là mình rất là đông người để truyền vào, nó sẽ an toàn hơn, nó giúp mình tấn công dễ dàng hơn.
đây cũng sẽ là một ý khá là hay. Và phạt góc 3 thôi để đông người khi đá phạt góc, và đá phạt 2 để hạn chế lại những pha phản công, với đá phạt các bạn lên hết rồi nó dễ phản công á, để ít người sang nhà của mình lại cái sướng sẽ là chung nha. Các cái để phòng thủ cũng được, nhưng mà mình nghĩ chung nó sẽ thích hợp vừa phản công vừa phòng ngự hợp lý hơn. Tiếp theo là chiến thuật đơn của từng cầu thủ, thì tiền đạo mình sẽ để là công 3 thủ 3 nha. Đây mình để thủ 3 luôn. Xé nách hỗ trợ phòng thủ các bạn đánh nhận thông thường và chạy chỗ AR1SR1. Thì tiền đạo này là tiền đạo chạy chỗ, anh chàng này sẽ xuyên phá hàng ngũ đối phương rất là nhiều luôn á, sẽ thu hút hậu vệ và đôi khi sẽ tạo khoảng trống cho tiền đạo còn lại rất là nhiều, cho nên các bạn thấy đôi khi tiền đạo nó ít ghi bàn. Nhưng mà bởi sao? Bởi vì cái vai trò của anh chàng này hút hậu vệ, anh chàng này sẽ di chuyển rất là nhiều, chọn những cầu thủ chạy nhanh nè, những cầu thủ có khả năng chọn vị trí nha. Bởi vì có những cầu thủ ở trong SL Online thì có những tiền đạo họ sẽ là tiền đạo làm tường, có những tiền đạo họ sẽ là tiền đạo chạy chỗ, nên chọn những tiền đạo chạy chỗ như Ronaldo nè, Shevchenko nè, 2.55 cũng được, hoặc là 2.54 thì cũng không sao đâu. Nếu mà sút cho vòng cấm thì 2.54 vẫn có thể ghi bàn được. Mình chọn cầu thủ đó để cho mình có thể đa dạng lối đá tấn công mình hơn, và đội của mình những vị trí còn lại họ thoải mái di chuyển hơn rất là nhiều luôn. Và tiền đạo này cũng sẽ có thể ghi bàn trong cấm nhiều hơn vì sút xa, bởi vì tiền đạo này thường họ chạy vô vòng cấm mà họ di chuyển rất là nhiều. Và nhìn vậy chứ rất khó để chuyền cho tiền đạo này, bạn để ý. Thường các bạn đá lên hạng cao thì người ta sẽ kèm anh chàng tiền đạo chạy chỗ thay vì là kèm tiền đạo còn lại. Với tiền đạo chạy chỗ họ sẽ làm rất nhiều việc trong cái bóng đá không chính thiết phải ghi bàn. Và tiếp theo là tiền đạo còn lại mình sẽ để xu hướng sẽ là công 3 và thủ 3. Tấn công trung bình, phòng thủ cơ bản, đánh chặn thông thường, hỗ trợ xâm nhập công bằng. Thì đây sẽ là sơ đồ mình sẽ để hai chàng tiền đạo họ lui về hơi sâu một tí xíu để họ hỗ trợ phòng thủ cái đã. Và anh chàng tiền đạo này sẽ là tiền đạo làm tường, vừa làm tường nhưng vừa chạy chỗ đem để tấn công trung bình mà. Đôi khi mà phản công á thì anh chàng này anh sẽ di chuyển sâu anh chàng tiền đạo còn lại xíu, lùi lại bước để nhận banh từ CDM, để nhận banh từ hai cánh. Và sau đó thì anh có thể sút xa, có thể ghi bàn hoặc có thể truyền qua cho tiền đạo còn lại. Nhưng thường thì tiền đạo này sẽ là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất, bởi vì anh chàng này thường sẽ không bị ai kèm mà mình có thể đột phá, mình có thể đối mặt thủ môn, hoặc là mình có thể sút xa rất là nhiều khoảng trống cho tiền đạo này. Nên chọn những cầu thủ có khả năng sút xa tốt nha. Tốc độ thì nếu nhanh xíu thì quá tốt, còn nếu không nhanh lắm thì cũng không sao cả. Harry Kane nè, CR7 nè, Shevchenko nè, Pele, Eusebio rất là thích hợp cho vị trí này luôn. Đó là những vị trí họ chạy, họ nhanh, họ làm tường được, họ chờ banh được, họ truyền ngắn được, họ xuất xa được, họ làm rất nhiều thứ hơn. Và dĩ nhiên tiền đạo này không cần phải là một tiền đạo chọn vị trí, rõ ràng rồi, phải là 2 chữ, nhưng mà tiền đạo này phải là 2.55 nha, bởi vì tiền đạo này phải truyền và xuất xa ngọn cắm rất là nhiều, nên là 2.55, 5.4 đá vị trí rất là khó, một vị trí rất cần cái đường truyền, rất cần xa. Anh chàng tiền vệ cánh thì mình sẽ để là công 3 và thủ 2, CC đột phá nha, CC1 hỗ trợ phòng thủ cơ bản, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí, hỗ trợ tạt bóng cân bằng, hỗ trợ xâm nhập trung bình. Anh chàng này mình để giống nhau ra. Anh chàng này mình sẽ để lúc mà khi phản công là anh chỉ chạy dọc lan biên, nhưng khi tới gần cấm thì họ sẽ bó vô vòng cấm để làm gì, để mình có thể đông người hơn trong vòng cấm. Có thể mục tiêu của mình sẽ là truyền được chiếc banh vô vòng cấm, nếu không truyền được thì hai CDM họ sẽ tự xuất xa để ghi bàn. Và thực sự là như vậy, hai anh chàng tiền vệ cánh nhìn như vậy chứ họ mang cái vai trò kiến tạo nhiều hơn ghi bàn. Họ thường sẽ là người truyền vô cho SD để ghi bàn, họ thường sẽ là người tạt vô, hoặc là thường sẽ là người nhả lại cho tuyến 2 cho CDM ghi bàn. Bởi vì khi mà CDM vào cắm thì họ sẽ bị kèm rất là sát bởi hai anh chàng hậu vệ cánh với CB nữa, cho nên là khả năng mà xuyên phá hai cánh này á rất là khó. Nhìn vậy thôi nhưng mục tiêu của mình là tạo khoảng trống cho tiền đạo để ghi bàn, mục tiêu của hai anh chàng tiền vệ cánh là vậy. Cho nên chọn những cầu thủ chạy nhanh, có chỉ số ưu điểm cao, và cái nữa là có khả năng dứt đều tốt, có thể là Pele, có thể là Netvet, là Perisic, là Somin, đó là những thủ rất là quan trọng cho vị trí này luôn, xuyên phá được hàng phòng ngự. Và dĩ nhiên họ cũng sẽ ghi bàn, chỉ là tỷ lệ ghi bàn không cao thôi, bởi đôi khi họ sẽ rất là ít có khoảng trống. Thay vì vậy thì họ không có trống thì tiền đạo họ có bù qua sức lại thôi. Và hai vị trí CDM đây là hai vị trí rất là quan trọng sau này luôn, công 2 và thủ 3. Tấn công công bằng, phòng thủ trung bình, phòng thủ biên và đánh chặn thông thường rất quan trọng nha. Bởi vì sao? Bởi vì đây là sơ hai vị trí ghi bàn rất là nhiều ngang ngửa tiền đạo đây nè, mà họ ghi bàn từ những cú sút xa, họ ghi bàn từ những pha xâm nhập vòng cấm, bởi ở đây mình chỉnh vòng cấm rất là đông á, và họ ghi bàn từ những pha đánh đầu nữa. Đôi khi là vai trò họ là sẽ là tạt cánh đánh đầu từ những pha phạt góc nè, từ những pha dạt biên nè, đôi khi cũng sẽ là những pha lui về phòng ngự với lại hỗ trợ bốn chàng hậu vệ. Rõ ràng họ lui phòng ngự rất là nhiều, hai CDM trong cái sơ đồ này á lui về phòng ngự nhiều và tấn công cũng nhiều, họ ghi bàn cũng nhiều. Nên chọn một cầu thủ họ đa dạng tấn công tí xíu nha, phòng thủ yếu xíu không sao, cao trên mấy 8 là được rồi. Để làm gì? Để có thể hình tranh chấp xíu cho nó tốt. Và khả năng cắt banh thì mình nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể cắt banh được, cho nên là những cầu thủ như là Kevin De Bruyne rất hợp cho vị trí này luôn, Rugulis rõ ràng rồi, Lothar Matthäus, Toni Kroos và ngay cả Milinkovic Savic. Đó là năm cái tên mình rất là thích ở phiên bản hiện tại dành cho vị trí CDM, khi mà họ có thể lên công và về thủ một cách nhịp nhàng nhất có thể, về thủ công mà đa dạng vị trí. Cái bởi vì cái thủ này mình để cân bằng thì đội hình của mình họ cũng sẽ lui về rất là đông, nên chỉ số phòng thủ của CDM thấp xíu cũng không sao. Bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ để hào vệ cánh là công 2 và thủ 3, không tham gia tấn công nha.
đánh chặn thông thường hỗ trợ xâm nhập công 3. Và hai anh chàng CB sẽ là công 1 thua 3, giữ chiến đánh chặn thường. Ở đây mình vẫn không muốn hai anh chàng lên tham gia tấn công này, bởi vì cái phản này thấy có phản công đáng sợ lắm. Cho là bốn chàng này phải ở nhà cái đã để hạn chế phản công. Nếu như mình bị mất banh á thì ít nhất mình vẫn còn 4 người để hai hậu vệ cánh để thủ cánh, hai CB thủ giữa để kéo dài thời gian cho đồng đội của mình chạy về. Còn nếu có một số sơ đồ các bạn, dĩ nhiên các bạn vẫn có thể đẩy hai hậu vệ cánh này lên tấn công được, nhưng đó là sơ đồ dành cho năm hậu vệ. Với mình nghĩ bốn hậu vệ ít ai để hậu cánh chạy lên đó. Với khi phản công các bạn sẽ không còn gì để thủ cho các bạn, còn hai CB thì khó để chống đỡ lắm. Trên hai CB này, hai CB các bạn chọn chạy nhanh xíu cũng được, thên trung bình một thên nhỏ, và hai hậu vệ cánh sẽ là hai anh chàng là lương càng cao càng tốt, chạy nhanh thôi là được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-2-2-2 HST này sẽ như thế nào nha. Thì sơ đồ này á, các bạn nghĩ là dễ qua đúng không, nhưng không khó đâu. Khi mà đối phương chơi gì cũng qua rồi, mình cứ kèm ở trung lộ mình thôi, và đừng có gọi người nha, bởi để những cái vị trí còn lại họ sẽ tự kèm. Và khi mà đối phương họ tới vùng cấm, họ sẽ rất khó để xuyên phá được, bởi cầu thủ mình họ đã xếp một kèm ngủ hết trơn rồi. Và sau đó khi phản công, các bạn phải phụ thuộc vào CDM xíu, các bạn lung chuyển banh lên từ từ thôi, đừng có lên vội. Mặc dù là chuyển tải nhanh nhưng trong khoảng 3 đường chuyền các bạn không áp sát được không vòng cấm đối phương thì bạn phải chuyển từ từ thôi. Từ CDM luôn phiên hai cánh, và sau đó từ hai cánh các bạn đẩy lại cho ST, và ST phối hợp nhịp nhàng xíu. Cố gắng cái quan trọng nhất là nhìn người chuyền và hướng tấn công chủ đạo vẫn là hai biên để có thể căng ngang vào trong để có thể xâm nhập vòng cấm. Và nếu như mà các bạn không muốn tấn công theo kiểu xuyên cánh á, thì còn rất nhiều cách tấn công khác, đặc biệt là xuất xa. Giống như mình nói lúc nãy là phiên bản này á là một phiên bản mà những pha xuất xa nó còn nguy hiểm hơn cả trong cấm nữa. Thì các bạn tận dụng cái khả năng xuất xa của tiền đạo làm tường, cái tiền đạo bên phải á, các bạn sẽ tung ra cú sút chéo góc hoặc là tung ra cú dứt đơn hoàn cấm rất dễ ghi bàn. Nhưng khi mà các bạn đã quen với nhịp tấn công cánh rồi thì cái sơ đồ 4-2-2 thực sự rất là nguy hiểm, bởi vì khi các bạn ra cánh á, cho dù đối phương họ thủ đông, họ có thủ 6 hay 7 vệ thì cũng không thể nào mà kèm được. Với ra cánh thì chỉ có 1 đến 2 người là hết à, chứ các bạn chỉnh đông bao nhiêu cũng vậy. Và đặc biệt mình xuyên hai cánh ra thì các bạn có thể căng ngang, các bạn có thể giết S, các bạn giết A. Và đó là toàn bộ chi tiết về nhà quản lý nè, chiến lược đơn, chiến lược đội cũng như cách vận hành của sơ đồ 4-2-2 HST mà muốn giới thiệu tới mọi người. Dĩ nhiên đây sẽ là sự thay đổi cũng khá hợp meta với, và còn rất nhiều sơ đồ khác hợp meta nữa, các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận á, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.